Cô ơi, công ty mình đang tuyển nhân viên đúng không ạ? Đúng rồi, có biết gì anh? Cho tôi ứng tuyển vị trí nhân viên với. Thôi, anh về đi. Công ty chúng tôi không tuyển người như anh đâu. Cô ơi, nhưng mà tôi chưa thử việc mà cô. Anh không phù hợp với công ty chúng tôi. Một người bẩn thỉu nhà quê như anh không phù hợp với công ty chúng tôi đâu. Thôi, anh dẫn cho con về đi anh. Đừng mất thời gian của tôi. Bẩn thỉu nhà quê thì xin việc. Chào chủ tịch ạ, tài liệu chủ tịch cần đây ạ. Chủ tịch. Đúng rồi, đây chủ tịch công ty chúng ta đấy. Thôi, mọi chuyện đã rõ rồi. Ngày mai cô không cần phải đến công ty nữa. Đây, quyết định thôi việc. Mời cô ra khỏi công ty. Dắt theo con chó đấy. Cô đừng khinh thường người khác nhá. Đúng là cái đồ nhà quê. Dưới. I want something just like this.
bảo đồ rơi xuống đất là đồ bẩn. Để tôi nói cho cô biết, ở đời không biết ai hơn ai đâu. Sống có lòng tự trọng, hiểu chưa? Chào anh. Cô. Anh đi đâu đấy? À, tôi dắt con đi chơi. Này, cầm lấy cái này này. Thiệp mời. Ngày mai ấy, đám cưới tôi đấy. Nhớ đến nhá. À đây, ăn mặc đẹp đẽ cho con gái một tí. Nhìn xấu xấu bẩn bẩn nhá. Nhìn nhà quê vãi. Được rồi. Cho mình làm quen đi. Bỏ tay ra đi. Đừng bao giờ khinh thường người khác. Hai. Em đồng ý làm người yêu anh nhá. Đồng ý làm mẹ của con anh nhá. Thôi. Ai lại đi làm người yêu với đồ bẩn thỉu nhà quê nhanh. Anh thôi, thôi. Con nhà. Về đi, về đi. Bỏ ra đi, đừng bao giờ khinh thường người khác.